Đấy, đa số tử vi xem có chuẩn không? Quá chuẩn luôn này ạ, quá chuẩn, 100% luôn. 100% luôn. Thế thế, mày chắc làm giáo viên rồi. Đúng rồi ạ, ừ. Con làm giáo viên ạ. Mà nhìn vào xá số tử vi có sao, sao tử vi đóng cung quan lộc và sao làm lãnh đạo rồi. Không phải là giáo viên thường đâu mà đây là lãnh đạo đấy. Thấy có Hóa Quyền, Hóa Khoa đóng cung quan lộc là người lãnh đạo cao nhất của một cái trường học rồi. Đúng rồi ạ, con cảm ơn. Mệnh này có lộc tồn nữa, lộc tồn mà tại mệnh này sẽ giữ được tiền tài. Đấy, nhưng mà cung nô bộc của cô quậy quá. Cô là người làm lãnh đạo mà hay mắc thị phi lắm, vì cô hoắc thị ở mệnh cung nô bộc và cự môn hãm địa thì hay bị phản, hay bị nói xấu, hay bị giàn pha, bị nghe nói xấu sau lưng lắm. Vâng ạ. Mà chuyện tình duyên của cô không vui vẻ gì đâu nhá, tại vì ở về nhà là vợ chồng lạnh lùng với nhau lắm, thì dính sau có phần nó cũng liền chạy. Mà chồng mình thì gặp sao địa không nên càng ngày càng khó tính. Con cái thì sau này rất nổi tiếng. Phúc đức của cô có sao phục binh thì những người đàn ông trong dòng họ nhà cô tuổi thọ không cao. Công danh của chồng cũng dưới gánh dưới lường thôi. Chồng cũng không xuất cao được. Chồng làm nghề gì đấy? Chồng làm nghề gì? Chồng con làm kinh doanh ạ. Kinh doanh thì ông đấy cũng kinh được, doanh cũng gãy gánh giữa đường. Khéo mà sau này có số mà đi cả nhà ấy, bị đại hao nó không được chạy. Thì chồng hết sức cẩn thận. Mà số của mình thì thiên lương nó cũng thiên tướng nó cũng tài bạc tiền tài được, sức khỏe của mình tốt, nhưng mà tiền tài tốt nhưng mà cần phải sửa phong thủy đi, vì đang ở trên đất của cô Thần và Tú, phong thủy nó rất quan trọng nha. Hai nữa là cái sao phong thần ở mệnh nó hay làm cho mình ốm đau bệnh tật và khám không ra bệnh và máu huyết của mình rất kém. Đúng rồi ạ. Lưu hà bệnh là. Và thứ ba đó là phần âm hôm mùng báo ông bà tổ tiên chưa tốt nên phải độ gia tiên cho các cụ. Thứ tư nó hay bị đau đầu, không biết tại sao đóng luôn xa nữa lại thì mình hỏi luôn xa có hỏi lên đường cung. Vâng. Tại vì cô cũng cung phụ binh, nó cũng phụ đức thì cái dòng họ này cô con trai ít lắm, nên là cô chắc là sinh toàn gái thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng mà các bạn ấy sau nổi tiếng lắm, và thành đạt. Vâng, con cảm ơn thầy. Những điều cần sửa trong lá số đây thôi. Năm nay 53 tuổi, cô hạn 53 một tí, nhẹ nhàng không sao đâu. Vâng ạ. Có di chuyển không thầy? Hay là ngân hàng có ổn định không thầy? Năm nay là liêm chính tất sát Hóa Quyền mà, chả ai bắt bẻ gì mình được. Mình sao ổn định. Mặc dù đối thủ đang ngầm nghè ở xa, có một đứa đang muốn thay chỗ của mình đấy nhá. Phục binh nó cũng đức, xong phản động ra tiên giải xong là hết. Hết cửa. Vâng ạ. Có đứa đang từ xa đang ngắm vị trí của mình đấy. Nó muốn bấm mình đi chỗ khác để nó vào chỗ của mình đấy nhá. Vâng ạ. Máy cung nô bọc của mình ở dưới, cấp dưới cũng hơi phản loạn một tí, nên phải cẩn thận, bởi vì nó cũng bằng mặt chứ không bằng lòng với mình lắm đâu. Tại vì chồng sao cũng phá là cái chồng sao rất là quyết liệt. Mình là một người phụ nữ lãnh đạo quyết liệt, rất chăm chỉ, mình hết lòng về công việc nên không ai chê gì về công việc của mình được. Vì mình còn chăm chỉ hơn là đội kia. Nhưng mà vì cái lòng đố kỵ, vì mình dính sao phá kỵ ở bệnh nó vẫn thị phi như mình. Vâng. Đấy là cách điều chỉnh cho lá số của mình nhá, để ổn định cho từ giờ đến lúc về hưu. Okay. Thứ hai nữa con nói thật là vợ chồng của con chia tay rồi. À, đấy, tại vì ông chồng này có sao địa không địa kiếp mà không ở được, khó tính, đào hoa lang nhang. Nói chung là số cô là những người đàn ông không cạnh cô được. Tóm lại cô bây giờ chỉ ở với hai người đàn bà thôi, hai con gái. Vì phục binh nó cũng phục đức đấy. À, thế. Ừ. Vâng. Rồi. Nếu mà lấy tiếp con một không thầy. Nếu lấy tiếp thì cũng phải sửa được cho thầy mấy phần âm đi, chứ không có là cô thần nó cũng liền chạch là vợ chồng bất hòa lắm. Ở nhà đấy là bất hòa lắm, cô cứ về nhà là cãi nhau với chồng. Tại phong thủy không tốt mà nên nó cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm gia đình đấy. Chồng thì dính sao vậy không mà càng ngày càng khó tính, rồi có phục binh nữa là người có người khác. Vâng.